vì sao Putin đến Hà Nội sẽ giải tỏa nghi vấn về quyền lực và sức khỏe của Tổng Trọng. Trung tuần tháng 5 năm 2024, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó các hãng tin quốc tế đưa tin chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga có thể sẽ không thành hiện thực với lý do Việt Nam chuẩn bị bầu tân chủ tịch nước. Mới nhất vào ngày 10 tháng 6, tờ báo của Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Việt Nam và Bắc Hàn vào tuần tới đây. Trong khi một hãng tin quốc tế đưa tin với sự dè dặt hơn khi cho biết, một nguồn tin cho hay trong chuyến thăm Việt Nam của ông Putin dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6, nhưng vẫn chưa ấn định cụ thể. Từ trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin trong các ngày 16 và 17 tháng 5, đã có những thông tin về khả năng ông sẽ thăm Việt Nam sau đó. Thậm chí Hà Nội từng hoãn cuộc họp với quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu, vốn đã được liên lịch vào hai ngày 13 và 14 tháng 5, để chuẩn bị cho khả năng ông Putin thăm Việt Nam. Thực tế, chuyến thăm dự kiến của ông Putin vào trung tuần tháng 5 năm 2024 đã không thành hiện thực, bởi tình hình bất ổn chính trị ở thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, Việt Nam vẫn chưa có chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, đồng thời đang trải qua một thời kỳ xáo trộn chưa từng thấy đối với giới chức lãnh đạo cấp cao nhất. Đến nay, Việt Nam đã dần dần ổn định và bộ máy tứ trụ đã bầu bán xong. Một hãng tin quốc tế dẫn lời một quan chức Việt Nam nói rằng tuy ngày thăm đã được thống nhất nhưng chương trình nghị sự vẫn đang được thảo luận. Các vấn đề liên quan đến năng lượng, hợp tác quân sự, giải quyết vấn đề thanh toán và một thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm này của ông Putin. Đáng chú ý, đài BBC vào ngày 15 tháng 5 tiết lộ, theo tiến sĩ Lan Stoyer, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore đã nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang không có sức khỏe tốt và có lẽ không thể gặp ông Putin. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5, người ta vẫn thấy ông Trọng xuất hiện để điều hành hội nghị quan trọng này. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Tổng Trọng lại tiếp tục biến mất một cách bí ẩn. Giữa lúc có những đồn đoán cho rằng ông Trọng đang ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Vào trung tuần tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Vào thời điểm đó, ông Trọng nổi lên như một lãnh đạo kiểm soát toàn bộ vấn đề đối nội và đối ngoại của nhà nước Việt Nam. Vẫn theo giới quan sát, Tổng Trọng là người lên kế hoạch chủ trì lễ đón chính thức cũng như hội đàm và thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, bộ ba trong tứ trụ là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ là những cái bóng mờ nhạt sau lưng ông Trọng. Đó là lý do vì sao giới quan sát trong nước cũng như quốc tế đã và đang tỏ ra hồi hộp, trông chờ sự xuất hiện của Tổng Trọng, người nắm giữ quyền lực cao nhất trên danh nghĩa của Việt Nam. Và liệu ông Trọng có tham gia đón tiếp Tổng thống Nga Putin được hay không? Sự kiện này hết sức quan trọng để có thể khẳng định chính thức về vai trò quyền lực cũng như sức khỏe của ông Trọng hiện nay là như thế nào. Hơn nữa, ông Trọng được cho là tác giả của cái gọi là chính sách ngoại giao cây tre của nhà nước Việt Nam, thì đây là một thứ phép thử đối với Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5, ông Putin là một trong những vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Và trong những ngày tiếp theo cũng chỉ có một vài quốc gia độc tài chúc mừng ông như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào, Campuchia. Trong khi đó, Việt Nam cũng nằm trong số quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Trung Quốc có lãnh đạo nhiệt liệt chúc mừng ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử bị phương Tây chỉ trích là giả hiệu. Hiện nay, ông Putin đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh truy nã vào tháng 3 năm 2023 vì liên quan đến các tội ác chiến tranh tại Ukraine. Việt Nam hiện không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế này, nên Tổng thống Nga Putin sẽ không bị bắt tại Việt Nam theo lệnh truy nã của ICC. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Putin đến Hà Nội sẽ giải tỏa nghi vấn về sức khỏe và quyền lực của Tổng Trọng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng cũng chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ giành chiến thắng trong việc đưa Thượng tướng Lương Tam Quang ngồi vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một thắng lợi có hết sức ý nghĩa quan trọng để củng cố quyền lực cho ông Tô Lâm. Điều đó cho thấy Tô Lâm có thể tiếp tục cái gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để loại trừ tất cả những ai dám cản đường ông tiến đến chiếc ghế Tổng Bí Thư mà ông Trọng chắc chắn sẽ phải rời bỏ trong thời gian tới đây. Ông Trọng và phe cánh của ông nắm số phiếu biểu quyết cho Bộ Chính trị lên tới 14 trên 16, trừ một phiếu của ông Tô Lâm và một phiếu có thể là của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vậy tại sao Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn giành được chiến thắng ngoạn mục để trở thành nhân vật nắm quyền lực gần như hàng đầu để dẫn dắt cũng như chi phối đảng và chính quyền? Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, phe ông Trọng đã cố tạo ra luồng dư luận khẳng định rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không có đủ phẩm chất và đạo đức để làm người đứng đầu đảng. Theo giới phân tích, bỏ qua yếu tố sức khỏe của Tổng Trọng cũng như chủ trương của Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng, có một số lý do nội tại khiến ông Tô Lâm bất ngờ chiến thắng, cụ thể là: thứ nhất, sau 13 năm cầm quyền trên cương vị Tổng Bí Thư, ông Trọng đã quá lạm quyền để duy trì quyền lực vĩnh viễn trong đảng. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Trọng có tham vọng ngồi ghế Tổng Bí Thư cho đến hết đời, với lý do sợ có ngày kiến sẽ ăn cá. Thứ hai, Tổng Trọng đã lạm dụng công cuộc đốt lò để thanh trừng cá nhân thuộc phe cánh đối thủ chính trị với ông ta, mà trường hợp cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng là một điển hình về sự bất công nếu như so sánh với các sai phạm của ông Lê Thanh Hải hay Trần Tuấn Anh. Điều đó đã tạo nên một sức ép tâm lý rất lớn đối với các lãnh đạo đảng từ trung ương tới địa phương, nhất là lãnh đạo cấp cao. Những ai có dấu hiệu coi thường hay muốn giành chức Tổng Bí thư của ông Trọng ngay lập tức sẽ bị trả giá và mất chức, thậm chí phải đi tù. Các ông Đinh Thế Huynh trước đây hay Nguyễn Xuân Phúc mới đây là những ví dụ rất cụ thể. Nhưng ngược lại, chính sách o ép của Tổng Trọng đã không lường hết được việc đa số lãnh đạo cấp cao ngoài mặt tỏ ra trung thành và ủng hộ ông Tổng, nhưng thực chất là sự giả tạo. Thứ ba là ông Tô Lâm, phe cánh, nắm chắc được nhược điểm chết người này nên đã âm thầm vận động chính trị hậu trường để mà tạo phản. Đặc biệt, biện pháp này đã được áp dụng cho thế lực từ Bộ Quốc phòng của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Việc ai ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định chính trị nội bộ của Đảng. Quân đội Việt Nam chủ trương không tham dự vào các xung đột phe phái. Đó là lý do vì sao trước phiên họp Quốc hội ngày 6 tháng 6, người ta vẫn tin chắc rằng tướng lĩnh Bộ Quốc phòng vẫn sát cánh với Tổng Trọng. Nhưng như đã nói, đó chỉ là những ảo giác không có thật, mà kết quả vào phút thứ 89, đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng, trừ phe Nghệ Tĩnh, đã quyết định quay xe, bỏ lại Tổng Trọng cô độc trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Theo giới quan sát, việc đa số lãnh đạo Đảng ủng hộ Chủ tịch nước Tô Lâm không có nghĩa là vì ông Tô Lâm tốt hơn ông Tổng, mà vì họ đã quá chán ngán chủ trương vô pháp, vô thiên, tùy tiện và bất chấp tất cả của ông Trọng. Nhưng thực tế đã cho thấy ông Tô Lâm cũng chẳng hay hơi kém gì cả. Cứ nhìn vào việc ông ta bất chấp tất cả các quy định của điều lệ Đảng để đưa Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, đây là điều được đánh giá là chưa từng có trong gần 80 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao có những ý kiến đã cho rằng sự an toàn của Tô Lâm trên chiếc ghế quyền lực hiện nay cũng chỉ là tạm thời. Tương lai chính trị của Tô Lâm khó có thể tránh khỏi vết xe đổ của Tổng Trọng như đã thấy. Nếu như ông ta không đặt sự điều hành của Đảng và nhà nước lên trên nền tảng pháp trị bằng hiến pháp, luật pháp như các quốc gia khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch thay Tổng Trọng cũng chỉ là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de